Just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Hello, xin chào các bạn có khỏe không? Hôm nay là thứ sáu rồi và hôm nay Ri sẽ không làm việc ở văn phòng như là bình thường mà Ri sẽ làm việc ở cửa hàng Bạch Thị Bưởi. Vì có công việc phải đi qua đây, bình thường làm văn phòng bên kia thôi. Giờ nhân dịp này, Ri mới quay một cái vlog dẫn các bạn đi xem một cửa hàng The Body Shop sẽ như thế nào. Đây là cửa hàng vừa mới được nâng cấp, là có những cái trang trí đẹp mới. Nó gọi là cửa hàng The Body Shop Signature. Thì đây là cái signature đầu tiên tại Việt Nam. Thì để cho các bạn xem là cái signature nó sẽ như thế nào nhé. Vừa mới bước vào shop á, thì đầu tiên á, là sẽ thấy được cái poster ngay đây và những cái sản phẩm trưng bày ở đây. Thì thông thường á, những sản phẩm trưng bày ở đây sẽ được đổi mới hàng tháng, nhưng là thường sẽ mỗi một tháng thì sẽ có những cái sản phẩm mà kiểu nhãn hàng muốn feature cho cái sản phẩm đó thì sẽ đẩy ra ngoài, sẽ được trưng bày ở đây. Và thường những sản phẩm này sẽ có, một đó là sản phẩm mới, hai là nó sẽ có những cái chương trình giảm giá áp dụng cho nó. The Body Shop với lại The Face Shop có cùng một công ty không? Có phải là hai công ty con trong cùng một cái brand lớn hay không? Thì câu trả lời là không. The Face Shop là một nhãn hàng của Hàn Quốc và The Body Shop là một nhãn hàng của Anh Quốc. Thì The Body Shop là nhãn hàng 100% làm từ những nguyên liệu thiên nhiên. Cái bàn hồi nãy cái bàn vừa vào đập vào mắt mình thì sẽ là cái bàn thứ hai, là cái bàn này. Thì các bạn sẽ để ý là nếu mà vô cửa hàng The Body Shop, các bạn nên nhìn ở những cái bàn giữa đầu tiên, tại vì những cái bàn giữa đó là sẽ là bàn trưng những cái sản phẩm đang được giảm giá, chẳng hạn mua 2 giảm 20% dạng dạng như vậy. Thì đây là cái bàn dùng để trưng cái sản phẩm giảm giá đợt này của cửa hàng Bạch Thị Bưởi. Đây là mé bên tay phải khi mà các bạn bước vào cửa hàng. Đây là mé mà để trưng những cái đồ mà gọi là skin care cho da mặt. Thì sẽ có rất là nhiều dòng trong này. Các bạn sẽ đi xuống một cái dòng này xuống dưới là đều là đồ cho skin care không thôi. Còn phía bên này là phía bên trái, khi các bạn vừa mới vô cửa hàng là đập vô mặt là toàn bộ là những đồ dùng cho body. Thì The Body Shop nên những đồ dùng cho body rất là đa dạng, rất là nhiều mùi. Đây, rất là nhiều mềm. Đó, bên trái này là đồ cho body. Khi đi được một tí xíu vô trong thì các bạn sẽ thấy có một cái vàng, màu đen rất là đẹp ở đây. Có cửa, nó có chung bông, có chung hoa, có chung cái sản phẩm đầy lên trên cao như vậy. Thì đây là cái chỗ dùng để trưng bày cái sản phẩm thuộc dòng cao cấp nhất, đó là dòng spa, là dưỡng thể, dòng massage, tẩy tế bào chết cho body. Thì nó khác biệt so với những cái bình thường như thế nào? Thì nó khác biệt rất là đã, tại vì nó thứ nhất là nó thơm hơn, lưu hương lâu hơn, dưỡng tốt hơn và nó cho mình một cái trải nghiệm như là spa vậy đó, spa tại gia. Ý cái nho này nghe hình như dơ giả các bạn ơi. Trời ơi, sao nó giống như thiệt chị? À, Ri đã hỏi lại được. Đây là chùm nho phải đặt từ Anh Quốc về các bạn. Chùm nho giả sản xuất từ châu Âu. Thành ra là nhìn nó như là nho thiệt vậy đó. Trời, như nho thiệt luôn. Wow. Con lấy đi, nho thật hay nho giả? Nho giả. Nho giả hả? Nhưng mà giống thật không? Hả, giống hả? Ừ. Bây giờ bể luôn nè. Báo được không? Bao nhiêu bể? Năm bể à? Rồi, các bạn đi hết khu spa vô trong. Vô đi, vô đi.
thì cái khu này là khu mà dùng để trưng những cái kem tay, và kế bên là trưng những cái dòng mà dưỡng tóc. Khu ở đây là khu tóc này các bạn, mình sẽ lấy cho các bạn xem cái sản phẩm mà được chị Giang review rất bình đáng. Đó chính là cái này. Đây chính là cái này. Cái này là hair scrub đó các bạn. Nghĩa là các bạn sẽ đây, nó như vậy nè, đó. Thấy không? Thì bên trong nó là những cái hạt muối, có thêm thành phần là để tạo bọt để gội đầu. Thì lấy tí xíu muối này để lên tay, xong rồi chà nó sẽ tẩy tế bào chết da đầu, làm cho mình kiểu làm sạch da đầu, làm sạch dầu và thông thoáng lỗ chân lông, giúp tóc mọc lên. Thì cái này nó rất là hay hết hàng, nên ví dụ mà bạn có ý định muốn mua thì có thể tia thấy cửa hàng nào có thì nên tranh thủ hốt lẹ, chứ không thì nó sẽ hết rất là sớm. Phía bên này là cái dòng sản phẩm cho nam này các bạn, đi xuống xíu nữa là sẽ thấy. Thì có một cái mà mình mua cho chồng mình và mình thấy nên giới thiệu cho các bạn. Voila, cái này. Đây các bạn thấy rõ không? Oh yeah. Vô mắt rồi. Rồi tự chọn tay vô mắt. Thấy rõ không trời? Rồi. Cái này là cái gì? Cái này là chai xịt lên trên bàn chân để không bị hôi chân khi mang giày. Chồng mình đi làm là chồng mình mang giày tây tối ngày, từ sáng tới chiều, thì về nó sẽ hay bị hôi chân các bạn. Xịt cái này lên buổi sáng nó sẽ giúp cho chân của mình đỡ bị hôi hơn về buổi chiều. Đi sâu thêm vô trong nữa sẽ là một cái khu trưng bày gạch và khu trưng bày nước hoa và những cái sản phẩm chẳng hạn như là dưỡng và tắm từ nước hoa. Và khi mà các bạn quay qua bên cái bên đây, đây là cái tường, mình sẽ quay cho các bạn rõ hơn cái tường. Bức tường bên này là cái một bản đồ thế giới các bạn. Đây không phải là cái bản đồ thế giới để trưng cho đẹp không, mà nó có một cái ý nghĩa như vậy. Ý nghĩa của nó là nó sẽ có những cái nguyên liệu ở đây, nó sẽ xuất phát từ cái nước nào. Thì những cái nguyên liệu của Dolly Shop đều là nguyên liệu tự nhiên và được gọi là nguyên liệu khai thác thương mại cộng đồng. Thì thương mại cộng đồng có nghĩa là khi mà khai thác cái nguyên liệu đó thì The Body Shop đảm bảo là những người nông dân khai thác nguyên liệu đó họ sẽ được trả một cái mức lương đầy đủ, họ sẽ có một cái cuộc sống được bảo hộ lao động tốt, và những cái điều kiện khác về mặt làm việc cũng như là khi khai thác thì The Body Shop sẽ phải đảm bảo là khai thác nguyên liệu đó một cách bền vững. Chẳng hạn như là khai thác tre thì phải trồng tre lại, đảm bảo là cái nguồn nguyên liệu đó nó không có bị thu hoạch quá đà làm cho ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên. Đi sâu vô phía trong này là make up nè các bạn, quá trời đồ make up. Và bên sâu bên trong là những cái bàn make up dùng để nhân viên sẽ trang điểm cho khách, hoặc là họ sẽ tổ chức những cái buổi gọi là workshop, là khách sẽ được đến và trải nghiệm sản phẩm cũng như là được nhân viên trang điểm cho. Đây sẽ là cái bàn make up này để mình cho các bạn xem. Và là đây, đây là cái bàn make up rất là đẹp, sống ảo siêu đã luôn á. Vô đây chỉ có cầm cái điện thoại lên xong rồi bấm chụp một cái là auto đẹp, tại vì ánh sáng rất là đẹp. Cái gương này đây để mình cho các bạn xem cái gương. Đây các bạn thấy mình trong gương chưa? Thì cái gương này á các bạn, cái gương này là một cái gương làm gầy, gương làm gầy rất là gầy. Thì khi mà nhìn vô trong chổng chụp là cực gầy luôn, nên kê điện thoại lên là chụp sướng lắm. Tham quan từ ngoài vô rồi, bây giờ mình sẽ đi ra lại nha. Rồi bên đây là những cái sản phẩm mini size, mua 3 tặng 1. Ồ, dưới đây là găng tay tắm các bạn, để review găng tay tắm cho các bạn ha. Giới thiệu với các bạn, đây là cái găng tay tắm. Tại sao cần phải dùng găng tay tắm? Tại vì nếu mà các bạn muốn tạo bọt các bạn sẽ xài bông tắm đúng không? Đó, nếu mà các bạn muốn tẩy tế bào chết các bạn phải xài mấy cái hạt tẩy tế bào chết đúng không? Nhưng khi các bạn có cái này thì các bạn không cần cả hai cái trên. Tại vì cái này vừa có thể tạo bọt được, vừa có thể tẩy tế bào chết được, mà xài rất là dễ, các bạn không cần phải cầm nguyên một cục, các bạn chà, hoặc là các bạn phải chà những cái hạt tẩy tế bào chết trên người của các bạn, mà các bạn chỉ cần đeo vô trong tay, nó như là một đôi tay. Mình sẽ lấy cái đôi tay đó mình chà hết người mình, cái vùng tiếp xúc với cái da của bạn đó, nó sẽ tăng lên, làm cho cái tốc độ của bạn tẩy da chết nó nhanh hơn. Và cái này mà kết hợp với sữa tắm mà có dưỡng đó, thì nó sẽ rất là tốt luôn, tại vì nó
giúp cho các bạn tẩy da chết hàng ngày á, giúp cho máu lưu thông và da của các bạn sẽ trở nên đẹp hơn. Các bạn biết điều thích nhất khi làm ở một nơi mà ở dưới là một cái shop rất đẹp đó là cái gì không? Đó là khi mà làm việc ở trên văn phòng mà kiểu nhức đầu, stress hoặc là cảm thấy cần cái sự refresh mới mẻ thì mình sẽ bước xuống rất là gần thôi, mình sẽ bước vào một cái không gian thật là màu sắc, thật là thơm tho. Mình muốn thử cái gì đó mình thử, mình muốn chét lên da, dưỡng da, mình muốn kiểu xịt xịt cái gì đó trên mặt thì mình xịt. Mặc dù là tất nhiên là không phải xịt thoải mái quá, nhưng mà mình có thể trải nghiệm những cái đó và mình sẽ stress rất là tốt. Sau đó mình lên làm việc lại, đó là cái vô cùng thích. Và mỗi sáng mình đi làm mình sẽ bước vô một không gian rất đẹp nữa, thì khởi đầu một buổi sáng tươi mới hơn. Vậy là Ri đã hoàn thành dẫn các bạn đi một tour xung quanh cửa hàng The Body Shop rồi. Nếu mà các bạn thấy thích thì hãy cho Ri một like nha. Và đừng quên subscribe Ri ở bên dưới. Hẹn các bạn lần sau, bye.